nhang mình để như thế này là nó xa quá, ngày này nó không có minh đường hả. Bát nhang là chỉ phải đưa vào trong, nếu mà đủ bộ ngũ sữa thì là đỉnh hạt, đỉnh để tạo thế tỏa sơn xong mới đến bát nhang đấy. Còn căn bản thì đến xem cái ngày đẹp á thì mình xin tôn tạo lại ban thờ, điều chỉnh lại bát nhang, còn không thể để cuối năm. Chứ còn chỉ để bát nhang như thế này là nó không có minh đường này, nó không có tụ khí thì nó không tốt đấy. Còn phong tục thờ cúng thì tùy theo phong tục của địa phương đấy, nhưng mà căn bản thì nó có những cái quy định riêng. Hướng mình là hướng nam 190 độ thì hướng này rất là vượng, cổng cửa như này là ok nhá. Toàn bộ phía trước này là không có xung sát gì hết, thì buộc là phía trước này là để khô thoáng, không có để tiểu cảnh nước từ cái khu vực sân này luôn nhá. Đúng không, không được để nước, thì mình chỉ thắp thêm đèn ánh sáng vàng để kích hoạt tăng thêm cái vượng khí. Dạ. Cổng thì sắp tới mà nếu mà có điều kiện á, chỉnh lại cổng cho nó to hơn một tí. Dạ, cái cổng này giờ nó đang cổng thì đúng rồi, nhưng mà dạ đúng rồi, thứ nhất to hơn để mình đi ra xe ô tô cho nó tiện, cái thứ hai là cổng nó đang nhỏ hơn cái cửa này thì nó sẽ hơi bất lợi cho mình một xíu thôi nhá. Thì tiện lại làm cổng nắp bẹt có đúng không anh nhỉ? Cổng thì có số đo độ để em chỉnh cho nhá. Dạ, nhưng làm sao cổng phải để cho ô tô ra thoải mái chứ, cái cổng này ô tô chưa đi được. Cửa thì ổn rồi. Toàn bộ cái phương vị tây nam của nhà mình này, đây là cái khu vực tây nam nhà mình này, thì khi mà mình mở như này nó động khí ở tây nam thì nó sẽ làm cho người vợ rất là bất an. Đó, thì cần có một cái bể cá ở khu vực này, tại vì cái chỗ này nó nắng với lại nó là cái đường luồng nhà mình này, thì cái khí nam nó sẽ đi về đây, nhưng cần có một cái bể cá nhỏ ở khu vực này để tốt cho người phụ nữ. Cái phương vị tây của nhà mình này nó đang có cái đàn dông của cái nhà kia đang chỉ trực tiếp vào cái phương vị tây này luôn đó, cái đàn dông của nhà cũ này này, thì đó là nó là cái bất lợi cho nhà mình, nó sẽ làm cho nó hay xảy ra cái vấn đề về thị phi cãi nhau nhá. Ví dụ đây này này, mình cái phương vị tây nam này, tây nam nó đang có một cái ngôi nhà hoang hóa như thế này này đấy, đó nó có ngói hoang hóa một ruộng này, cái kho này, thì nó rất là bất lợi cho người phụ nữ. Khi mà người phụ nữ ở đây thì nó hay mắc các bệnh về ổ bụng, nó hay bất an đấy, thì mình phải có thủy dưỡng ở cái khu vực đó. Và cái đây là cái đường đi ra sau bà nội đúng không? Nếu được thì chị trồng cây che chắn cái đó, che chắn được cái nhà đó lại thì tốt. Nhà đi chuẩn bị hệ khó ông đâu. Họ đập đi. Đập đi thì tốt, mà khi mà họ đập lưu ý này, khi mà họ đập cái này này là chị phải nhớ đặt nước ngay nhá. Có nghĩa là bây giờ chị phải đặt tiểu cảnh nước chứ không, mà khi mà họ đập mà không có tiểu cảnh nước đây là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chị á. Đấy. Còn cái bếp này, cái bếp hiện tại đang rơi vào cái phương vị tây bắc của nhà mình. Đấy, đây là không phải thế, thì nó làm cho người trong nhà nó hay mắc bệnh về xương khớp cột sống. Đó, hay mắc bệnh về đầu, và nó làm cho người chủ nam nó xu hướng đi làm ăn xa. Đấy. Là như vậy, thì bây giờ buộc là bếp phải chuyển xuống khu vực này này, vào bắc này nhá. Bếp phải dựa vào đây, thì lúc đó cái sân ướt này thì mình sẽ chuyển sang đây nhé, hoặc là chuyển sang phía sau. Có vào rồi thì lắp nó lại thôi, đưa bếp về đây nấu. Đúng rồi, để về đây này, vị trí cụ thể em ấn định lại nhá. Cơ bản bếp nó sẽ nằm trong cái khoảng này này đó. Rồi cái nhà vệ sinh này, toàn bộ cái nhà vệ sinh này của mình nó đang rơi vào cái khu vực đông bắc, thì nó sẽ làm cho người trong nhà nó sẽ có hướng tâm linh, tiền bạc nó sẽ hao hụt dần đó. Nên là bây giờ mình sẽ lên cái phương án là thay cho em hai bóng đèn vàng á, đèn ánh sáng vàng, chị bật 24/24, xong rồi đi ra đi vô lúc nào chị lắp cái con đẩy ở trên này này, đi ra đi vô nhà vệ sinh lúc nào nó đóng lại như này này, xong lắp quạt hút mùi, chị lắp quạt hút mùi hút ra ngoài, giữ nhà vệ sinh lúc nào khô thoáng sạch sẽ, hóa giải cái đó. Chứ bây giờ không có chỗ để chuyển đâu, nên là buộc mình hóa giải cái này. Đông bắc thì hóa giải được. Bây giờ phía sau này, cái phía sau này của chị á, mà giờ nhà chị 2 tầng mà chị lợp mái ra, chị lợp kín như thế này luôn này, thì đây nó vẫn tính là nhà, thì vô hình chung nó sẽ làm cho cái nhà mình phía sau nó thấp chủng về nền, hơi thấp. Nhưng mà trên này mình 2 tầng, phía dưới mình đua ra 1 tầng này thì nó là cái hình thế phía sau thấp chủng, thì nó làm cho nhân linh tản mát đó, xu hướng nhân linh tản mát, và tiền bạc hao hụt dần, sức khỏe nó hao hụt dần đó. Thì bây giờ là buộc là chị tháo hết cái tôn xanh này ra để lợp mái như vậy thôi, và cái sân này chị để phơi phóng. À, vậy thôi. Đúng rồi, thì thế nó mới ra cái hình thế là trước cao sau thấp, trước 2 tầng xong nó lùi ra như này là không được đấy. Thì lúc đó chị chuyển cái máy giặt ra đây nhá, chuyển cái máy giặt ra đây này, thì khi mà sợ mưa thì chị lợp một cái ô vuông đúng cái chỗ này thôi này, để cái máy giặt nó khỏi ướt thôi, còn lại là xung quanh tháo hết nhá, là xong. Đây là lắp đèn vàng hút 12, cả hai cái này 24/24, thì lúc đó mình chuyển cái máy giặt ra đó, và mình chỉ che đúng cái góc của máy giặt như thế này này, chị hiểu không? Đó, còn xung quanh để mưa nó tạt khỏi ướt máy giặt là xong. Và chuyển bếp ở khu vực này thì khi mà cái bồn rửa chị vẫn để đây nhá, không ảnh hưởng gì nhá. Dạ, thì cái bếp này chị cứ để nguyên thì sao không? Đúng là không sử dụng là được, giờ mình tháo hẳn ra không dùng thôi, cứ để im như này mình không dùng thôi đó. Thì 20 năm sau nó đổi vận á thì mình dùng bình thường. Dạ, tại vì ở vận này mình tây bắc mà có cái cung càn, mà nó có cái bếp này cực kỳ bất lợi cho người chủ nam đấy.
thì qua bên đây này, thì toàn bộ cái khu vực này này, thì nửa bên này nó là bắc nhá. Thì khi mình gối đầu vào bắc mũi này rất bất lợi sức khỏe này. Đấy thì mình sẽ gối sang cái phương vực này, sang cái phương vị đông bắc này. À mọi người em để đây thì nhưng mà sao nói sao cháu bị có vẻ em thì sao đây? À không phải đâu, quay đầu về đông bắc thì ngủ mới tốt này. Chứ chị ngủ đây em đảm bảo sức khỏe nó không tốt đâu, ngủ nó không ngon giấc. À không không ảnh hưởng đâu nhá, nó mắc cái tường chạy liên quan gì đâu. Đấy. Thì em sẽ kê lại nhé, chứ em ngủ ở cái phương vị này, ngồi phải học ở đây không tốt, ở góc này nó đang là đông này. À, đông không ngồi đây không tốt đâu. Là toàn bộ cái khu vực phía nam mình là ổn nhé, không ảnh hưởng gì. Lưu ý là phía trước không có để nước. Thì ví dụ như mà cái phương vị đông này thì mình chỉ hé cửa như này thôi. Em nọ hay mở mất. Còn mà mình chỉ mà mở to này nó động khí đông này nè, là cái thằng con trai trưởng nó bướng lắm nhá, con nó khó bảo lắm. Đấy. Thì lên đây này. Thì cái phương vị tây nam của nhà mình này, nếu mà chị làm như này thì vô hình chung nó khuyết cái phương vị tây nam nhá. Thì chị bắn cho em cái tấm meca sáng á, bắn vuông thẳng lên tới đây là được, hiểu không? Đó, lập vuông lại rồi lưu ý cho em á, đây là ra đây lưu ý này. Đấy thì chị xem nhá, cái đòn dông của cái nhà kia kìa, nó chỉ đúng vào cái phương vị tây nào cho nhà mình thì chị mua chữ phúc gắn vào cái nhà mình chiếu qua, nhớ chưa, mẫu em gửi cho đó để hóa giải cái đòn dông đó. Phía trước này là được rồi. Đây là lưu ý cái này không này. Cái này là mình phải đặt nước ở trong nhá. Tại đây đường đi rồi. Đường đi của bà mình nếu đặt được nước ở ngoài thì tốt này. Đấy, để hóa giải cái này. Cái này mà giờ mà mình trồng cây mà che chắn được cái này thì tốt. Đấy, còn không thì nó hơi bất lợi cho chị. Rồi các cái phòng này này, các cái vị trí này là được rồi. Không dùng thì mình cứ để cho nó sạch sẽ như vậy là ổn. Cái này nó đang nằm ở bắc rồi, không ảnh hưởng gì hết nhá. Đó, ví dụ như đây này, cái cửa mà tây bắc như này thì thường xuyên mở này. Đó, nó đang đâm trực diện vào cái phương vị tây này, tây tây bắc này. Nó rất là bất lợi. Đó. Đến cái năm xấu là nó ảnh hưởng sức khỏe đó. Chị thấy không? Khi mà mình đây là đuôi ra này, thì trên này 2 tầng. Trên này 2 tầng mà chị lập xuống dưới này. Đấy. Trên này 2 tầng mà xuống dưới này 1 tầng này thì nó sẽ là trước cao sau thấp. Nên là mình chỉ tháo xung quanh ra thôi, đó là mái che thôi. Không có làm như vậy thì nó hình thế như vậy nó rất là bất lợi cho mình. Về cả sức khỏe đến công việc đó, thì cái này bắn cái máy vuông này nhá, bắn máy lên là được. Còn phía trước này chịu khó ở trên này thì ban thờ này, ban thờ này mình nên nạp khí nạp sáng nhá. Ở nhà thì chịu khó mở cửa nha, lỗ rồi nè, ban thờ được nạp khí nạp sáng vậy là tốt rồi đó. Rồi cái cuối năm thì chị lưu ý bài trí lại cái ban thờ một xíu. Cái đèn á, đèn là ban thờ nó bên trong chủ tĩnh, đèn là mình đưa ra ngoài. Đó, với lại bát nhang mình để như thế này là nó xa quá, ngày này nó không có minh đường. Đó. Bát nhang là chỉ phải đưa vào trong. Nếu mà đủ bộ ngũ sự á, thì là đỉnh hạt, đỉnh để tạo thế tọa sơn xong mới đến bát nhang. Đấy. Còn căn bản thì đến xem cái ngày đẹp á, thì mình xin tôn tạo lại ban thờ, điều chỉnh lại bát nhang. Còn không thể để cuối năm. Chứ còn chỉ để bát nhang như thế này là nó không có minh đường này, nó không có tụ khí thì nó không tốt. Đấy. Còn phong tục thờ cúng thì tùy theo phong tục của địa phương. Đấy, nhưng mà căn bản thì nó có những cái quy định riêng. Đó là được. Đó thì lúc đó mình tính toán là mình sẽ dời lại. Còn thủ tục và cách bài trí thì em sẽ hướng dẫn cho chị nhé. Cơ bản là như vậy. Đó. Nó đang còn thiếu ngũ hành. Hành kim thì nó là đồ đồng, đồ sành sứ. Hành mộc là hoa tươi. Đó. Hành thổ thì ban thờ bằng gỗ này. Đó. Rồi hành thủy là nước. Thì bài trí của nó là bên trong là bát nhang, xong bắt đầu mới đến là nước. Hai bên mình bông. Đó, xong rồi mới bông bồng ở ngoài. Đấy, là như vậy. Rồi nó có thêm 3 cái chén gạo muối và sau tìm bát đế. Đó, nó tượng trưng cho thiên địa nhân. Là như vậy. Thì cách bài trí thì em chỉ lại. Đó, thì nhà này chỉ cần lưu ý vậy thôi. Rồi giờ anh bảo mà sửa sang là không có sửa nhá. Thì căn bản là nhà này nó tương đối đúng rồi. Nó chỉ có chưa áp dụng thủy pháp. Với hơi khuyết cái phương vị này thì mình bắn tôn nó vuông là xong, phía dưới ổn rồi. Bếp thì nó đang lỗi thì mình chuyển bếp được. Đó, còn cái bếp nó để đó 20 năm sau dùng. Vậy thôi chứ không ảnh hưởng gì nhá, chứ không có phải đập đi sửa gì đâu. Chứ không có nghe lung tung đi sửa là hỏng nhà, tốn tiền trả giải quyết vấn đề gì đâu. Đấy, nhà chị chỉ lưu ý mấy cái vấn đề đó thôi, chuyển lại vị trí chỗ ngủ. Đó. Đó như vậy thôi nhá. Chứ không phải là cứ nghe lung tung xong thầy này thầy kia về xong mới sửa, xong đập phá xong bắt đầu nâng nền lên là mấy cái đó là tào lao nhá. Chỉ cần chỉnh đúng các phương vị thôi, khí đi vô hư lưu thông hài hòa. Được, em để
Trường như vậy là được rồi, để sát vào trong đó, để vào giữa đó, để sát vào đó không được, còn để vào giữa cũng được. Còn nếu được thì để giữa đây nè, để vào đây nè. Nhưng chị kê vào đây nhá. Rồi chị thường xuyên mở cái cửa ở đông bắc này ra nè. Thường xuyên hé cửa đông bắc này ra, cái cửa này khép lại hé thôi, không mở to, cái cửa kia mở to ra, giường để giữa ở đây là được. Đó. À, chuyển qua đây nó tốt hơn. Đó, chị lưu ý vậy thôi, chứ không phải là bảo là giờ bây giờ là cứ giờ đi đập nhà nâng nền lên, không có cái phong thủy nào mà bắt làm như vậy đâu. Không ổn đâu. Chỉ cần điều chỉnh như em nói thôi là thuận lợi rồi. Lưu ý này. À, cái tây hướng nam này, hướng nam mình chịu khó mở cái cửa ở đây bắc à. Rồi, mở đó vậy thôi. Nếu ngày trước mà xây được từ đầu mà có cái cửa đoạn này là đẹp lắm này. Nhưng mà không ảnh hưởng đâu. Đó, lưu ý vấn đề đó thôi.